chương 641 đuổi việc là điều đương nhiên không cần nghĩ. Trong phòng làm việc, Lý Giai Giao và Lý Vân cùng đứng bên cạnh Lê Văn Vân, ngay lập tức bọn họ cảm thấy rất yên tâm. Bọn họ cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy chắc chắn Lê Văn Vân có thể giúp đỡ bọn họ xử lý tốt chuyện này, sẽ không để cho bọn họ phải chịu thiệt thòi. Mà thực tế cũng chính là kết quả như vậy. vu giật ngồi dưới đất, lúc này đầu óc ông ta đã sắp nổ tung. Mất đi ba khách hàng, Ngày mai văn phòng chắc chắn sẽ có biến động lớn. Vị trí giám Fofos của ông ta chắc chắn là không làm được nữa, nhưng nếu chuyện ngoại tình bị lộ ra ngoài, người nhà họ tả hẳn sẽ không tha cho ông ta. So ra thì e rằng sự ảnh hưởng từ việc mất mấy khách hàng này còn lớn hơn một chút so với chuyện kia. Ông ta đen mặt nhìn về phía Phó Vũ San nói, San San, đi xin lỗi đi. Phó Vũ San ngây ngẩn, cô ta khiếp sợ nhìn vu giật dường như không ngờ rằng vu giật lại thật sự bảo cô ta đi xin lỗi hai người Lý Giai Giao và Lý Vân. Thực tế cho đến hiện tại, cô ta vẫn luôn khinh thường hai người này. Một ơi, phó vũ san mím môi. Đi xin lỗi, vu giật lặp lại câu kia một lần nữa, giọng điệu đã trở nên cứng rắn. Phó vũ san cắn chặt răng rồi đi tới trước mặt Lý Vân và Lý Giai Giao, có chút mất kiên nhẫn nói tôi xin lỗi. Audio điện tử võ tấn bền Lý Giai Giao và Lý Vân đều xứng người. Không có thành ý gì cả. Đúng vào lúc này, Phạm Nhược Tuyết nhàn nhạt nói. Xin lỗi cho tử tế vào. Vụ giật cắn răng sau đó chủ động đi qua, khom lưng trước hai người, nói tôi xin lỗi, là do chúng tôi không trông chó cẩn thận, không xích nó lại để nó chạy lung tung, cắn phải hai người gây nguy hiểm cho hai người, đây là lỗi của chúng tôi. Sau đó chúng tôi còn tỏ thái độ cứng rắn muốn bắt hai người bồi thường tiền, thật sự đây là lỗi của chúng tôi, hy vọng mọi người có thể tha thứ. Phó Vũ San ngây người, khiếp sợ nhìn vào vu giật, sau đó cắn chặt răng cũng cúi thấp đầu nói, tôi xin lỗi, hy vọng hai người tha thứ cho tôi. Lý Vân và Lý Giai Giao đều là người đơn giản, trong hai người bọn họ thành khẩn như thế, Lý Vân vội vàng nói, không sao không sao, giải thích rõ ràng là được rồi. Xem ra các người cũng biết điều đấy, Lê Văn Vân cười khẩy một tiếng, được, nể tình bạn tôi đã tha thứ cho các người, tôi cũng lười so đo với ông. Vu giật cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi, cậu Vân, chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, xin hỏi liệu cậu có thể để cho ba nhà bọn họ. Ông thấy sao, nếu như tôi không gọi điện thì ông sẽ xin lỗi à? Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta hỏi. Phu giật thở dài một hơi, cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Ông ta rất hối hận, không ngờ người chống lưng cho hai kẻ quê mùa kia lại có thể ép bước ông ta thành thế này. Lê Văn Vân nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn tên quản lý tòa nhà người trong phòng quản lý lúc này hoàn toàn sững sờ. Người sống trong khu biệt thự bị một người sống trong khu vực nhà lớn áp đảo đến nỗi không dám ho he gì. Giờ thì bọn họ đã biết lần này đứng nhầm phe rồi. Trước ngày mai tôi cần một lời giải thích. Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn bọn họ nói, Lê Văn Vân, chúng ta đi. chương 642, người này chúng ta không dây vào được đâu. Phu giật thở hắt ra một hơi, ông ta nhìn quản lý tòa nhà rồi lại nhìn phó vũ san nói người này chúng ta không dây vào được đâu đúng vậy tùy tiện gọi ba cuộc điện thoại đã khiến cho văn phòng của ông ta gần như sụp đổ còn nắm giữ tài liệu trí mạng đối với ông ta ông ta làm sao có thể chọc vào được lê văn vân lại không hề để ý tới bọn họ anh và đám người phạm nhược tuyết quay trở về nhà sau khi an ủi lý vân và lý giai giao xong lê văn vân mới trở về phòng sau khi phạm nhược tuyết kiểm tra toàn bộ cơ thể anh lúc này cô mới thở phào một hơi cũng may thân thể không xảy ra vấn đề gì gần đây cảm xúc của anh vẫn đừng nên kích động quá những chuyện khác cứ để bọn em sắp xếp người khác đi làm là được rồi anh cứ dưỡng cho mấy vết thương trên người anh khỏi hẳn đi đã rồi nói sau lê văn vân gật đầu nói hiểu rồi được vậy nghỉ ngơi sớm đi phạm nhược tuyết nhìn lê văn vân nói em sẽ nghĩ cách giúp anh khôi phục chân khí điểm này anh không cần lo lắng đâu có thể là lần này thời gian gấp gáp nên lâu hơn một chút mà thôi." Lê Văn Vân gật đầu. Đợi khi Phạm Nhược Tuyết rời đi, Lê Văn Vân mới thở phào một hơi, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Đến sáng sớm hôm sau, bên phía phòng quản lý tòa nhà truyền tin tới, quản lý hôm qua đã bị công ty bất động sản đuổi việc, điều này khiến cho Lê Văn Vân hơi vui sướng một chút. Mấy ngày tiếp theo, Lê Văn Vân sống tương đối nhẹ nhàng. Mỗi ngày anh đều ở nhà xem TV ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn cũng không có việc gì phải đi ra ngoài. Về những chuyện khác thì Phạm Nhược Tuyết đã sắp xếp đầu ra đấy, cũng không cần Lê Văn Vân phải đi làm. Lý Vân đến tập đoàn trí đạt làm một vị trí nhàn hạ, lương một năm khoảng một triệu tệ. Như thế cho dù sau này Lê Văn Vân rời đi, Lý Vân cũng có thể sống thoải mái ở yên kinh này. Cả nhà Hàn Phượng cũng dọn qua đây, sống ở cách phách với bọn họ, cũng là một căn nhà lớn. Công việc của người nhà bà ta cũng được Phạm Nhược Tuyết sắp xếp ổn thỏa, có thể sống ở Yên Kinh với mức thu nhập khá ổn. Lý Giai Giao cũng dần dần quen với cuộc sống ở Yên Kinh. Về phần ba người Lý Thu, Cố Bạch thì tự đi tìm một ngôi biệt thự ở Yên Kinh để sinh sống, đợi sau khi thương thế của Lê Văn Vân tốt lên, anh và Phạm Nhược Tuyết cũng sẽ dọn qua đó ở. Căn nhà này sẽ để nguyên lại cho đám người Lý Vân. Dù sao bọn họ cũng là người gác đêm, có nhiều lúc, có nhiều chuyện cần phải trao đổi với nhau, sống chung với hai bố con Lý Vân không hề tiện chút nào. Chỗ Lý Giai Giao đi học, Lê Văn Vân cũng đã nhờ vả xong xuôi, học bạ gì đó đợi lúc nào nhập học sẽ chuyển qua đây. Trường học chính là ngôi trường có thể nói đứng đầu toàn quốc, trường trung học Yên Kinh số 1. Ngày thứ năm sau khi trở lại Yên Kinh, vết thương trên người của Lê Văn Vân đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nhờ vào thủ pháp của Phạm Nhược Tuyết, mười mấy vết đao chém rách trên người Lê Văn Vân gần như đã không để lại vết sẹo quá sâu. chương 643, làm sao thế? lê văn vân cau mày nói vốn tưởng rằng sau khi có được mấy khối xương rồng này anh sẽ có thể nghĩ cách tìm tên chó đem để báo thù kết quả bây giờ ngược lại khiến cho tình trạng của bản thân càng trở nên tệ hại hơn anh vẫy tay nhìn phạm nhược tuyết nói đúng rồi đám người khương vĩ và thi kỳ đã có tin tức gì chưa vẫn chưa phạm nhược tuyết lắc đầu nói bọn họ mất tích ở khu đông rồi mẹ kiếp lê văn vân mắng một câu nếu như anh hoàn toàn khôi phục lại chắc chắn anh sẽ chạy ngay tới khu tội ác. Phạm Nhược Tuyết biết được suy nghĩ của Lê Văn Vân, cao mày nói, đừng nghĩ lung tung nữa, trước khi anh khôi phục thì không được phép đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở đây bên cạnh em, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Nói dứt lời, cô lại tiếp tục, được rồi, mặc quần áo đi đến nhà ông Cụ Long thôi. Ông Cụ Long học rộng hiểu sâu, nói không chừng ông ấy lại có cách gì đó. Đúng vậy, hôm nay Long ưng đài muốn mời mấy người Lê Văn Vân ăn cơm. Lý do mời ăn cơm thì có hai cái. Một là trước đó Lê Văn Vân đã cứu Long Nhã Lâm một lần, mãi đến bây giờ Long ưng đài vẫn không có cơ hội mời anh một bữa cơm. Thứ hai thì là do Đỗ Tắc Thành. Bởi vì Đỗ Dĩ Húc và Lê Văn Vân xảy ra xung đột, sau khi biết được người mà Đỗ Dĩ Húc chọc vào chính là Lê Văn Vân, Đỗ Tắc Thành muốn bảo Đỗ Dĩ Húc đến xin lỗi Lê Văn Vân nhưng gần đây không liên lạc được với anh, hay là bản thân Đỗ Dĩ Húc cũng không quá nguyện ý đi xin lỗi. Vì vậy ông ta đã nhờ Long Ưng Đài sắp xếp bữa này. Đỗ Dĩ Húc, đứng vị trí thứ tư thiên bảng. Ông ta sống trong một thành phố bình thường, còn bản thân ông ta thì cũng có thể so sánh với người gác đêm. Nghe nói lúc trẻ tuổi còn thường xuyên giúp đỡ người gác đêm cùng nhau chấp hành một vài nhiệm vụ. Hôm nay bọn họ hẹn vào buổi tối, về địa điểm thì là ở nhà Long Nhã Lâm. Hai người cùng ra ngoài, lái xe đi về phía nhà họ Long. Trừng 6 giờ tối bọn họ đã đến nhà họ Long. Sau khi xuống xe hai người liền gõ cửa. Rất nhanh chóng, Long Nhã Lâm đã chạy ra mở cửa, khuôn mặt vô cùng vui mừng. Nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết đứng bên cạnh Lê Văn Vân, nụ cười trên mặt cô ấy nhất thời hơi cứng đờ sau đó lại cười nói, mau vào đi. Nhà họ Long không phải rất lớn, không bằng nhà họ Lý, nhà Hoàng Tông thực gì đó. Ngôi nhà của bọn họ chỉ là một căn biệt thự bình thường tổng cộng có ba phòng, trong nhà có hai bảo mẫu. Lê Văn Vân đi tới đại sảnh phát hiện Long ưng đài đang ngồi trên sofa, điện thoại truyền tới tiếng phát nhạc. Ông cụ ngồi xem điện thoại, trên gương mặt lộ ra nụ cười. Có vẻ ông vẫn chưa nhận ra đám người Lê Văn Vân đến đây, Lê Văn Vân đi đến đằng sau nhìn thử thì phát hiện Long ưng đài lại đang xem đôi anh, trong đó còn có một cô gái dáng rất không tệ đang khiêu vũ. chương 644 bất kể ra sao, chỉ cần khôi phục được là tốt. Long ưng đài gật đầu, ừ, Vừa rồi lúc nhìn thấy cậu, tôi cảm nhận ra được, tuy rằng thân thể cậu đã khôi phục nhưng dường như trong cơ thể không có một chút chân khí nào cả. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, lúc tôi đối mặt với Lý Đông Dã và Vân đạo tử đã sử dụng tần tử cuồng dũng nhưng mà lúc đó vẫn không địch lại. Sau khi tần tử cuồng dũng kết thúc, tôi lại hấp thu ba khối xương rồng, lúc này mới giết được Lý Đông Dã, Vân đạo tử trọng thương chạy ra ngoài. Sau đó tôi được người ta cứu. Bây giờ đã khôi phục lại nhưng lại hoàn toàn không để được chân khí lên. Kinh nghiệm của ông phong phú, có cách nào? Tần tử cuồng dũng là gì? Lúc này Long Nhã Lâm đột nhiên hỏi. Long Ưng Đài ngước mắt lên nhìn Long Nhã Lâm sau đó nói, cháu ra ngoài đi, chuyện này cháu không được nghe. Chuyện này đề cập tới một vài vấn đề gốc rễ quan trọng trong nội bộ người gác đêm, tuy rằng Long Nhã Lâm biết đến sự tồn tại của người gác đêm cũng luôn muốn gia nhập vào đó nhưng cô ấy không hề biết được thật ra ông nội của cô phụ trách ám võng của người gác đêm. Long ưng Đài không muốn cho cô ấy gia nhập, tự nhiên cũng sẽ không cho phép cô ấy ở đây nghe chuyện. Long Nhã Lâm lẩm bẩm một tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đợi cho Long Nhã Lâm ra ngoài, Long ưng Đài mới thở dài một hơi nói, Lê Văn Vân à, tần tử cuồng dũng này không thể thường xuyên dùng được đâu. Đặc biệt là sau khi đạt tới siêu cấp sau khi tần tử cuồng dũng bùng nổ thì sẽ mang lại hậu di chứng cực kỳ lớn. Trên thực tế cậu có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi. Điều này ông ấy không nói thì Lê Văn Vân cũng biết, rất nhiều chiến tử của người gác đêm rơi vào đường cùng đều sử dụng tần tử cuồng dũng. "Vì vậy tình hình của tôi là?" Lê Văn Vân dò hỏi. Long Ưng Đài đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân nói, "Tiêu hao quá mức. Tôi nghe chắc nhất Minh nói rồi, cậu không chỉ sử dụng tần tử cuồng dũng" một lần trước đó khi chấp hành nhiệm vụ đã sử dụng vài lần cái gọi là tần tử cuồng dũng thực ra chỉ là một loại tiêu hao quá mức đối với thân thể của cậu chỉ là tố chất thân thể cậu khỏe trước đó vẫn chống đỡ được long ưng đài nói cũng có thể khôi phục được nhưng mà lần này sau khi cậu dùng tân tử cuồng dũng lại còn hấp thu ba khối xương rồng nữa điều này lại tiếp tục làm cơ thể cậu tiêu hao trên thực tế sau khi đạt tới siêu cấp hấp thu xương rồng không hề nhanh chóng đâu những siêu cấp kia hấp thu xương cốt, phần lớn đều phải tiêu tốn thời gian mấy năm mới có thể hấp thu được một khối thôi. Cậu dùng một lần hấp thu ba khối đã tạo ra gánh nặng quá lớn cho cơ thể cậu. Long ưng đài nói. Nghe đến đây, vẻ mặt Lê Văn Vân trở nên hơi cổ quái. Làm sao vậy? Long ưng đài nhìn thấy sắc mặt của Lê Văn Vân, nhíu mày dò hỏi. Hấp thu xương cốt này rất khó khăn à? Lê Văn Vân hỏi. Đương nhiên rồi, Long ưng đài gật đầu nói, cậu cũng biết bên trong xương cốt có ẩn chứa năng lượng mà. Một là phải hấp thu, tới lúc vào trong cơ thể còn phải tiêu hóa, đây là một quá trình. Lê Văn Vân gãi đầu nói, nhưng mà, trước khi tôi hấp thu ba khối xương rồng này thì đã hấp thu bốn khối rất thuận lợi. Đều cảm thấy hấp thu hết vào trong cơ thể lập tức thấy rất nhẹ nhàng mà. Long ưng đài nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, cả khuôn mặt lập tức ngây ngẩn. Ông ấy nhìn Lê Văn Vân, hỏi cậu đang nói cộng thêm ba khối xương cốt này thì cậu đã hấp thu tổng cộng 7 khối à. Hơn nữa đều là lập tức hấp thu được loại này. Đúng vậy, tôi tưởng mọi người đều làm như thế, tìm được xương cốt sau đó có thể hấp thu được nó. Lê Văn Vân có chút mờ mịt nói. Long Ưng Đài kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân sau đó ông ấy không khỏi ôm mặt, ngồi phịch xuống ghế nói, cậu im miệng trước để tôi định thần lại đã. Chương 645, ông biết vị trí của Flodem không? Nghe thấy Long Ưng Đài phủ định, lê văn vân thở dài một hơi nói vậy xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi long ưng đài nghĩ ngợi một chút lại nói đúng rồi tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu hả lê văn vân hỏi chuyện gì thế long ưng đài thở hắt ra nói đem đã biết được tình hình hiện tại của cậu rồi tin tức cậu còn sống có lẽ đem cũng đã biết rõ lông mày của lê văn vân hơi nhướng lên tình hình hiện tại của lê văn vân không có mấy ai biết dựa theo suy nghĩ của phạm nhược tuyết là để cho anh làm một ám tử của người gác đêm ẩn mình trong thành phố. Nhưng dù sao anh cũng là người gác đêm số 0, ở Lâm Hải và Yên Kinh anh đã liên tục tiếp xúc với không ít người gác đêm. Tin tức Lê Văn Vân quay trở lại đương nhiên cũng sẽ lan truyền trong nội bộ người gác đêm, truyền đến tai đem cũng là chuyện rất bình thường. Lão ta biết được là tốt nhất. Lê Văn Vân cười khẩy, lại nói tiếp, lần này ông ta còn có một thằng con trai chạy tới Yên Kinh nhỉ, có điều không lộ mặt ra tôi còn muốn quăng một đao chém chết tên này. Flo đem, Long ưng đại hỏi, ông ta đúng là ở Yên Kinh, cũng đang điều tra cậu đây. Không có gì bất ngờ xảy ra thì tin tức tình hình thân thể cậu rất tệ hại đã truyền tới chỗ ông ta rồi. Sắc mặt Lê Văn Vân biến đổi nói, ý của ông là bên phía đem không chỉ biết được tôi đã trở lại mà còn biết tình trạng thân thể bây giờ của tôi sao. Long ưng đài gật gật đầu. Liên quan đến chuyện mình bị thương không có nhiều người biết được, cũng chỉ có vài người bọn họ cộng thêm mấy người gác đêm bên phía phó vũ thôi. Đương nhiên lúc ấy vì rất đông người nên chuyện này bị truyền ra ngoài cũng có thể hiểu được. Liệu bọn họ có phải người đến giải quyết tôi không? Lê Văn Vân hỏi. Long ưng đài thở dài nói, trên thực tế bởi vì sau khi biết được cái chết của đường đường có liên quan đến đem, mọi người cũng đều tự hiểu rõ được. Nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là đem làm, hơn nữa địa vị của đem quá cao, mọi người cũng không nói rõ ràng ra nhưng sau khi phía người gác đêm biết được cậu quay lại, những người hiểu rõ tính cách của cậu cũng biết chắc chắn cậu sẽ đi tìm đem để báo thù bất kể là thông qua phương thức gì đi nữa. Nay tên chó đem này đã biết được tình trạng hiện tại của cậu, trong tối trong sáng đã ra tay nhầm vào cậu mấy lần rồi, bao gồm cả chuyện son đem trước đó, có điều bọn họ cũng không có chứng cứ, đã bị chắc nhất mình cản lại mà thôi. Vì vậy nên tình hình cơ thể cậu hiện tại không ổn thực sự là một cơ hội tốt cho ông ta ra tay với cậu khoảng thời gian tới đây tốt nhất từ cậu phải cẩn thận một chút. Long ưng đài nhắc nhở nói. Lê Văn Vân khẽ cười nói, ông biết vị trí của Flodem không? chương 646, Liễu Ngọc mất tích rồi. Lê Văn Vân là kiểu người nếu người khác đối xử tốt với anh thì anh cũng sẽ không quá cứng rắn. Nghe thấy Đỗ Tắc Thành nói vậy, Lê Văn Vân hơi mỉm cười, đúng vậy. Đỗ Tắc Thành nhìn Lê Văn Vân thở dài một hơi, đúng là tuổi trẻ, tôi vẫn luôn cảm thấy thằng cháu trai tôi có thiên phú không tồi nhưng mà so với cậu vẫn còn kém nhiều lắm. Mới trẻ tuổi như vậy đã trở thành siêu cấp, tương lai đứng đầu thiên bảng gần như là không thành vấn đề. Người gác đêm của chúng ta có thể có được cậu, tương lai chắc chắn cũng sẽ lớn mạnh. giọng điệu của ông ta có chút khách sáo, lòng ưng đài nhìn thoáng qua phòng bếp cách đó không xa, mỉm cười nói, lão đồ à, mấy thứ này cứ để trong lòng là được rồi, đừng nói ra làm gì. Đỗ Tắc Thành bật cười ha ha nói, đúng là tôi quên mất, từ trước đến nay các người đều rất khiêm tốn. Nói tới đây ông ta hơi trầm ngâm một lát rồi nói với Đỗ Dĩ Húc bên cạnh, trước đó là cháu tôi không hiểu chuyện, gây sự chọc đến mấy người, lão già tôi đây thay mặt nó xin lỗi mọi người. Trách tôi thường ngày đã nuông chiều nó quá mức dẫn đến nó hơi vô pháp vô thiên. Sắc mặt Đỗ Dĩ Húc không quá tốt đẹp, cũng mặc kệ cậu ta có tình nguyện hay không, cậu ta vẫn thành thật nói với lê văn vân tôi xin lỗi về chuyện lúc trước thái độ của bọn họ tốt đến nỗi khiến cho lê văn vân cảm thấy hơi ngượng ngùng anh phất tay nói ngày đó sau khi cậu ta bị đánh tôi cũng không để trong lòng nữa rồi tôi còn bảo để hôm khác tới hỏi thăm một chút kia khóe miệng hai người đỗ dĩ húc và đỗ tắc thành không khỏi hơi giật giật mẹ nó cậu tới hỏi thăm là tới hỏi thăm thật chắc trong lòng Đỗ Tắc Thành thầm mắng một câu nhưng trên mặt vẫn tràn đầy tươi cười nói, qua đây được là tốt rồi. Long ưng đài cũng bật cười theo, lên tiếng, vậy thì cũng coi như là chuyện mọi người cùng vui mừng. Đồ ăn cũng đã nấu xong xuôi cả rồi, chúng ta cứ ngồi vào bàn trước đã, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Ngồi vào bàn, Đỗ Dĩ Húc đã mỉm cười nói, đúng rồi Lão Long, gần đây nhà họ Lý không biết xảy ra chuyện gì, hình như nội loạn thì phải. Về chuyện Lý Đông Giã chết, Bên phía người gác đêm đã phong tỏa tin tức, người nhà họ Lý đương nhiên cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, vì vậy không có mấy ai biết được chuyện này. Nếu Đỗ Tắc Thành biết được Lê Văn Vân chém chết Lý Đông Giá, khiến cho Vân Đạo Tử bị thương nặng thì không biết vẻ mặt còn kinh ngạc đến mức nào nữa. Long ưng đài biểu môi nói, chuyện của bọn họ liên quan chó gì đến tôi, chuyện trong gia đình giàu có tôi còn lười đi quan tâm ấy. Vì tranh đoạt quyền thừa kế và gia sản mà chuyện gì cũng làm ra được. Đỗ Tắc Thành gật đầu nói, đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi không làm ăn buôn bán, có thể sống thoải mái là được rồi. Gia sản quá nhiều ngược lại khiến cho con cháu đời sau vì tranh giành gia sản mà vỡ đầu chảy máu. Zeng Zeng Audio điện tử võ tấn bền chương 647 anh và Đỗ Tắc Thành chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Nay bỗng nhiên cô ấy mất tích khiến cho tâm trạng của Lê Văn Vân cũng hơi trầm xuống. Anh vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy, mất tích bao lâu rồi? Hai ngày rồi, Lê Cảnh An cười khổ một tiếng, khoảng chừng hai ngày trước, bọn bố ăn cơm với nhau rồi cả nhà ra ngoài bờ sông tản bộ. Bình thường Liễu Ngọc làm việc rất nghiêm túc, về đến nhà con bé cũng sẽ tự giác tăng ca, làm một vài số liệu, bình thường cũng không đi ra ngoài cùng bạn bố. Hôm đó bố về nhà phát hiện con bé không có ở nhà, lúc đó bố cũng không chú ý lắm, tưởng là nó ra ngoài chơi với bạn. Hôm qua dậy cũng phát hiện nó không về, đến công ty hỏi cũng không thấy nó đi làm, điện thoại gọi mãi không được. Bố thấy chuyện này hơi đáng ngờ, hôm qua bố đã báo cảnh sát rồi. Lê Cảnh An nói, kết quả đến bây giờ vẫn chưa có. Lê Cảnh An vô cùng lo lắng. Khuôn mặt Lê Văn Vân hơi đanh lại, sao mấy người không nói với con sớm chứ? Lúc ấy bố nghĩ con đang làm việc ở Yên Kinh nên cũng không định gọi quấy giày con. Bây giờ cũng hết cách rồi. Lê Cảnh An thở dài một hơi nói bên phía cảnh sát nói thế nào lê văn vân dò hỏi hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì duy nhất có một chút tin tức chính là camera giám sát tiểu khu có phát hiện mấy ngày gần đây có một người phụ nữ thường xuyên tới tìm con bé đúng rồi người phụ nữ đó con cũng quen đấy tên là doãn thi đan chính là cô gái mà trước đó xem mắt với con lê cảnh an nói mỗi ngày sau khi bọn bố ra ngoài đi dạo cô ta đều sẽ đến nhà mình có điều giờ cũng không tìm thấy cô ta trong lòng Lê Văn Vân hơi động một chút, trong đầu đã phát họa ra một bóng dáng. Liễu Ngọc mất tích chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ này, chỉ là Lê Văn Vân không biết rốt cuộc mối quan hệ trong đó là gì. Được, con biết rồi, Lê Văn Vân thở ra một hơi, con sẽ về Lâm Hải ngay. CD, cúp điện thoại, Lê Văn Vân thở ra một hơi nhìn về phía mấy người Long ưng đài và đỗ tắc thành, cất lời, hai vị, e là bữa cơm này tôi không thể ăn cùng mấy người được nữa rồi. Làm sao vậy?" Long Ưng đại hỏi. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói, "Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, em họ tôi đột nhiên mất tích, tôi phải về Lâm Hải một chuyến mới được." Chương 648, đây là tư liệu của Doãn Thị Đan. Vừa đi đến cửa, Long Nhã Lâm đã đuổi theo hỏi, "Lê Văn Vân?" "Hả?" Lê Văn Vân quay đầu nhìn về phía cô ấy. Long Nhã Lâm vuốt tóc mình một chút, trên khuôn mặt có một sự bối rối, "Lê Văn Vân, anh vẫn sẽ quay lại Yên Kinh chứ?" lê văn vân sửng sốt còn về yên kinh hay không yêu chính bản thân anh cũng không biết bên yên kinh tạm thời không có chuyện gì xảy ra lần này anh về lâm hải một là muốn tìm liễu ngọc hai là trước khi khôi phục lại chân khí cũng có thể ở bên cạnh với bố mẹ mình đợi khi chân khí khôi phục anh bắt buộc phải đi đến khu tội ác một chuyến mới được chuyện của mấy người khương vĩ và đỗ tịch tịch cũng khiến cho lê văn vân bây giờ lòng nóng như lửa đốt chỉ là hiện tại tình trạng cơ thể anh thật sự khiến anh có chút không biết phải làm sao. Về phần có về lại yên kinh không, ai biết được cơ chứ? Là một người gác đêm, anh không có trốn dừng chân, vì trật tự của thế giới ngầm này, vì những sự uy hiếp đang ẩn nấp trong bóng tối. Vì tất cả mọi thứ đang hô hấp, anh chỉ có thể lang bạt giang hồ, lưu lạc khắp nơi trên thế. Giới đây cũng là nguyên nhân mà anh không đồng ý rất nhiều người vào người gác đêm. Không cần phải thế, cuộc sống của người gác đêm vô cùng tẻ nhạt đương nhiên người gác đêm cần phải thay máu anh cũng sẽ tuyển chọn ra những người đủ tư cách trong tình huống không vi phạm ý chí của bản thân họ để cho họ bổ sung vào trong nội bộ người gác đêm anh mỉm cười nói có lẽ là sẽ quay lại thôi được tôi chờ anh lòng nhã lầm mím môi cắn chặt răng nói bao giờ về nhớ liên lạc với tôi phạm nhược tuyết nghe thấy vậy hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm điều gì cả lê văn vân phất tay đi lên xe cùng với phạm nhược tuyết sau khi ngồi vào trong xe phạm nhược tuyết không nói năng gì ánh mắt có chút lạnh lùng này em không hỏi anh tình hình cụ thể bên phía lâm hải à lê văn vân ho khan một tiếng hỏi cô phạm nhược tuyết nghiêng mắt nhìn thoáng qua lê văn vân tự anh biết chừng mực là được rồi em có hỏi quá nhiều cũng đâu có ý nghĩa gì đâu lê văn vân anh lấy điện thoại ra cầm lấy chứng minh thư của phạm nhược tuyết bắt đầu lên mạng đặt vé máy bay, sau khi đặt xong lại thông báo cho đám người Lý Thu. Nếu như bây giờ đám người Lý Thu cũng hội họp với mình, từ một mức nào đó tiểu đội 11.762 cũng coi như là khởi động lại, chỉ là không kết nạp vào biên chế của người gác đêm. Mà thôi, đương nhiên đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba người Lý Thu đương nhiên phải hành động cùng với Lê Văn Vân mới đúng. Lê Văn Vân không hề thông báo cho mấy người bạn ở Yên Kinh của anh về việc mình sắp rời đi, địa cầu lớn như vậy, đi đến nơi nào cũng đều có thể ngồi máy bay. Anh chỉ thông báo cho hai người Lý Vân và Lý Giai Giao, để bọn họ yên tâm sống ở Yên Kinh, bản thân phải rời đi một khoảng thời gian. Sau khi dặn dò xong, hai người lái xe đi thẳng đến sân bay. Ba người Lý Thu không đặt vé cùng chuyến bay với mấy người Lê Văn Vân, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết lên máy bay trước, đi tới Lâm Hải. Hai tiếng đồng hồ sau, hai người Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đã bước ra ngoài từ trong sân bay quốc tế Lâm Hải. Ở bên ngoài có một chiếc xe Việt giã màu đen đang dừng ở bên đó, người đứng ở trước cửa xe là Tần Quốc Thành. Đây là tư liệu của Doãn Thị Đan. Sau khi lên xe, Tần Quốc Thành đưa tài liệu cho anh. chương 649 anh có mong chờ không nào? Nghe thấy Tần Quốc Thành nói vậy, Lê Văn Vân nhíu chặt lông mày. Doãn thi đan này có vẻ như chỉ là một người phụ nữ bình thường vô cùng thực dụng mà thôi, ngoài điều đó ra gần như không có quá nhiều chỗ không đúng. Cũng không khác mấy với ấn tượng của Lê Văn Vân đối với cô ta là bao. Lúc hai người xem mắt, Doãn thi đan này tỏ ra cực kỳ thực tế, lúc đó khiến cho Lê Văn Vân có chút phản cảm. Sau đó Doãn thi đan thông qua Tào Dung biết được Lê Văn Vân đang làm việc tại tập đoàn Hoàn Vũ, lương rất cao, cô ta lại tìm đủ mọi cách tiếp tục thử quen với Lê Văn Vân, có điều lúc đó Lê Văn Vân đã từ chối. Cũng bởi vì chuyện này mà anh còn không thể không tìm Đỗ Tịch Tịch giả vờ làm bạn gái của mình. Anh vốn tưởng rằng giữa anh và Doãn Thi Đạn sẽ không có quá nhiều sự giao thoa, không ngờ rằng đến hiện tại, có vẻ như hai người lại bị buộc vào nhau. Đương nhiên sự thần bí trên người Doãn Thi Đan cộng thêm cả việc trước khi Liễu Ngọc mất tích cô ta thường xuyên đến nhà, rất rõ ràng việc mất tích của Liễu Ngọc chắc chắn có liên quan đến cô ta. Lê Văn Vân không nói gì cả có điều dường như anh cũng xác định được Liễu Ngọc chỉ là một con cờ, cô ấy mất tích hẳn là có liên quan đến bản thân anh. Tâm trạng của anh xa suốt cùng cực, bởi vì điều này có nghĩa là thân phận của anh đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Đối thủ của anh đã bắt đầu ra tay với người nhà anh. Trước kia Lê Văn Vân sau khi thành danh ở người gác đêm vẫn mãi không trở về Lâm Hải, không vạch trần chuyện nhà họ Lê, thực ra anh cũng đã cân nhắc về những phương diện này. Anh quay về Lâm Hải, một khi bị bại lộ thân phận, người mà anh đắc tội, đám người ẩn núp trong thế giới ngầm kia rất có thể sẽ giận cá chém thuất lên người nhà anh. Lần này anh quay về Lâm Hải, một là không có ai biết được anh là người gác đêm số không rất nhiều người đều cho rằng anh đã chết từ lâu. Vì vậy cuối cùng anh mới quyết định thanh toán chuyện năm xưa một thể. Nhưng mà bây giờ cánh tay của kẻ đứng sau lưng kia quả thực đã vươn về phía người nhà anh quan trọng là hiện tại anh vẫn chưa biết người đứng sau lưng doãn thị đan này rốt cuộc là kẻ nào. Hồng Nguyệt, gia tộc đem, ám ảnh, hoặc là một tổ chức ngầm khác. Lê Văn Vân không biết, anh thở hắt ra một hơi, rút điện thoại ra tìm số của Hồng Mai Quế gọi điện cho cô ta. Điện thoại bị cúp máy, hơn nữa còn là lập tức cúp máy. Lê Văn Vân vừa nhíu mày còn chưa kịp nói gì đó thì di động của anh lại vang lên lần nữa. Hồng Mai Quế gọi lại cho anh, là gọi video. Lê Văn Vân ho khan một tiếng liếc nhìn Phạm Nhược Tuyết còn đang ngồi bên cạnh anh, vẫn ngoan ngoãn nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia hiện ra một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp. Hồng Mai Quế ngồi trên tấm thảm yoga, hình như đang tập yoga, trên người mặc bộ quần áo bó sát tôn lên dáng người bốc lửa của cô ta, vô cùng rõ ràng sắc nét. Lê Văn Vân nhìn thấy cảnh tượng này suýt chút nữa đã xịt máu mũi, chỗ nào đó cũng nhanh chóng tỏ vẻ tôn kính. Ghê tởm, Phạm Nhược Tuyết ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, ngữ khí lạnh băng nói đồng thời trong điện thoại truyền tới giọng nói mị hoặc của hồng mai quế kia còn mang theo một chút ấm ức nói ôi chao cuối cùng thì anh cũng đã biết đường gọi điện cho người ta rồi tôi còn tưởng rằng anh đã quên mất lời thề non hẹn biển của chúng ta chứ thề non hẹn biển cái mẹ gì không phải chỉ là đạt được một sự hợp tác với nhau hay sao mẹ nó sao lại thành thề non hẹn biển rồi lê văn vân ho khan một tiếng cô đừng có nói linh tinh Tôi hỏi cô Hồng Nguyệt các cô ở Lâm Hải có người nào tên là Doãn Thị Đan không? Doãn Thị Đan, tôi chưa nghe thấy bao giờ, tôi phải giúp anh kiểm tra mới được. Hồng Mai Quế nói. Lê Văn Vân thở ra một hơi, cô nhanh một chút nhé. Đợi mấy phút đã nào, bây giờ tôi sẽ bảo người điều tra giúp anh. Đừng tắt điện thoại, người ta muốn ngắm anh mà. Anh không biết tôi nhớ anh thế nào đâu. chương 650, anh có ý nghĩ gì đó không hả? lê văn vân vội vàng nói bác sĩ phạm em nghe anh giải thích đã người phụ nữ này chính là như thế tiếng tăm của hồng mai quế em cũng biết mà nhưng mà định lực của anh cực kỳ tốt hoàn toàn không bị cô ta mê hoặc đâu dù sao trong lòng anh chỉ có một mình em thôi ha ha phạm nhược tuyết khẽ cười một tiếng tần quốc thành ngồi đằng trước lái xe cũng lên tiếng mụ nội nó người phụ nữ này thật sự khiến người ta không chịu nổi mà Ông đây ngồi nghe cô ta nói chuyện cũng cảm thấy sôi trào máu nóng. Anh có ý nghĩ gì đó không hả?" Phạm Nhược Tuyết nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi. "Về nhà trước đã, Trần an mọi người trước rồi nói sau." Lê Văn Vân bình tĩnh nói, "Về những chuyện khác." Nói tới đây anh thở dài một hơi, tiếp tục nói, cũng không cần sốt ruột quá mức, bọn họ đưa Liễu Ngọc đi chắc hẳn mục tiêu là nhắm vào anh, vậy thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để liên lạc với anh. Liễu Ngọc là quân cờ mà bọn họ dùng để uy hiếp anh, tạm thời chắc cũng không gặp nguy hiểm gì. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, tóm lại bất kể thế nào đi nữa cứ về nhà xem trước đã rồi hằng nói. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở số nhà 69 đường Bành Hồ Đông, hai người Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết bước xuống khỏi xe. Sau khi chào Tần Quốc Thành, hai người đi tới gõ cửa. Rất nhanh chóng, Lê Cảnh An đã chạy ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết, Lê Cảnh An hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói thêm gì cả, vội vàng bảo: "Mau đi vào đi." Lê Văn Vân gật đầu đi vào bên trong phòng khách tầng 1, lúc này mọi người đã ngồi đầy đủ trên ghế sofa trong phòng khách. Cả nhà Tào Kim, La Trinh Ngọc, Tào Vân, Lê Cảnh An còn có cả vợ chồng Tào Dung. Lúc nào Tào Dung đang ngất trong lòng chồng mình, sụt sùi khóc lóc nói: "Đều do tôi, đều trách tôi, Doãn Thi Đan kia không phải người tốt đẹp gì." đều trách tôi năm xưa làm hàng xóm với cô ta cảm thấy cô ta thân gái một mình cũng không dễ dàng gì chủ động đi làm quen với cô ta bà ta ngồi ở bên đó than vãn oán giận liễu ngọc là viên ngọc quý của bà ta bây giờ lượng vừa cao công việc lại ổn định chính là niềm tự hào của bà ta hiện tại liễu ngọc đột nhiên mất tích người cũng không biết đã đi đâu điều này đối với bà ta mà nói quả thực là một đả kích rất lớn những người khác trong nhà cũng ai oán than ngắn thở dài hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào cả. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi vào kết quả của cảnh sát. Dì đừng sốt ruột, Liễu Ngọc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lê Văn Vân nói với bà ta. Tào Dung thở hắt ra một hơi, nhìn về phía Lê Văn Vân nhưng không nói gì. Audio điện tử võ tấn bền. chương 651 anh thích đi thì đi đi. Muốn biết tin tức của Liễu Ngọc thì đến số 79 đường Phượng Hoàng. Nhớ kỹ phải đi đến một mình nếu như bên cạnh anh có người nào khác vậy thì tôi không thể nào bảo đảm cho cô ta được an toàn đâu nhìn thấy tin nhắn này lê văn vân ném điện thoại cho phạm nhược tuyết xem phạm nhược tuyết nhíu mày nói không được đi lê văn vân mỉm cười với cô anh lại muốn xem xem người đứng đằng sau bọn họ rốt cuộc là kẻ nào có lẽ bọn họ không biết tình trạng cơ thể bây giờ của anh đi xem một chút cũng không sao đâu mà Phạm Nhược Tuyết liên tục lắc đầu nói, nếu như bây giờ anh vẫn bình thường thì đương nhiên em cũng không nói gì cả, anh muốn đi đầu em đều sẽ không nói câu nào. Nhưng bây giờ tình trạng của anh chính bản thân anh cũng hiểu rõ, anh không thể để cho anh đi mạo hiểm được. Không, Lê Văn Vân cười hì hì nhìn Phạm Nhược Tuyết. Anh đừng có cười với em, chắc chắn em sẽ không đồng ý cho anh đi đâu. Phạm Nhược Tuyết khắn răng nói. Em đang lo lắng cho anh hả? Lê Văn Vân cười hì hì nói, thật ra thì bác sĩ Phạm à, nếu như thích anh thì cứ việc nói cho anh biết nhé, anh sẽ đồng ý thôi. Cút, Phạm Nhược Tuyết xúc cho anh một cái, anh thích đi thì đi đi. Thế anh đi nhé, Lê Văn Vân cười hì hì sau đó chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự. Nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết hơi nhíu mày, thở dài một hơi. Thực tế thì cô biết mình không ngăn cản được Lê Văn Vân, vì người nhà mình, Lê Văn Vân thật sự phải đi. Cô rút di động ra nhanh chóng gọi điện cho Tần Quốc Thành, lại nhanh chóng gửi tin tức cho đám người Lý Thu, và ngay sau đó cô cũng đi khỏi căn biệt thự. Lê Văn Vân đi ra bên ngoài trực tiếp gọi một chiếc xe đi tới số 79 đường Phượng Hoàng. Điểm đến là một cửa hàng chủ yếu buôn bán một vài đồ dùng sinh tồn dã ngoại. Tuy rằng đã 12 giờ nhưng lúc này bên trong cửa hàng lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Sau khi xe dừng lại, Lê Văn Vân liền liếc mắt nhìn chỗ cách đó không xa ở trước cửa cửa hàng có hai người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đứng đó. Lê Văn Vân cẩn thận quan sát đánh giá bọn họ một lượt, qua một hồi đôi mắt anh hơi nheo lai. Anh sờ mũi sau đó băng qua đường lớn đi tới cửa hàng kia. Rõ ràng hai người đó cũng đã nhận ra Lê Văn Vân, trong mắt bọn họ lóe lên một ánh nhìn kiêng rẻ sau đó nói bằng tiếng Anh mời đi bên này. Giọng điệu của bọn họ có vẻ cũng coi như là khách sáo, Lê Văn Vân đi vào bên trong căn phòng, bầu không khí trong này khá là nóng nực, bên trong có không ít người, người gốc nước ngoài có khoảng chừng 7-8 tên, bọn họ đều chắp tay ra sau lưng. Giữa cửa hàng có kế một cái bàn, trên bàn đang đặt một nồi lẩu đang sôi sùng sục một người đàn ông trung niên phương Tây mặc vest đi giày ra đó đang ngồi trước nồi lẩu. Trên mặt ông ta có một sự từng trải nhưng mà hành vi cử chỉ lại như có một chút cao quý, giống như một quý tộc phương Tây. Lê Văn Vân lại liếc mắt một cái đã nhận ra chương 652, em họ anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Flo dem hơi mỉm cười nói, ha ha, quả nhiên không hổ danh là đã từng là người gác đêm số không của hoa hệ, nói chuyện ngắn gọn xúc tích, tôi thích. Vừa nói, ông ta vừa gắp miếng dạ dày bò, có điều tôi không thích anh đứng nói chuyện với tôi như vậy, cứ quỷ ở bên kia một lát đi đã. Hai, tôi thích cái món lẩu này của hoa hệ các anh lắm, hương vị rất thơm ngon ông ta ngửi thấy miếng dạ dày bò đã chín đến bảy phần đưa lên thả vào trong miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn xung quanh những người mà flodem dẫn theo đều hiện ra nụ cười vui vẻ nhìn thấy nhân vật đã từng là con cưng của trời nay phải chịu nhục nhã trong lòng bọn họ giống như có một sự khoái cảm vô tận ô xem ra anh không muốn biết tin tức của cô em họ kia rồi nhìn thấy lê văn vân không nhúc nhích flodem lộ ra một nụ cười lịch sự lê văn vân từ từ thở ra một hơi anh từng bước đi tới chỗ flodem nhìn thấy lê văn vân đang đi về phía mình trên gương mặt flodem hiện ra nụ cười rất thỏa mãn dường như ông ta đã tưởng tượng ra cảnh tượng người gác đêm số không trước kia của hoa hệ này sẽ quỳ trước mặt mình giống như một con chó lê văn vân đi tới trước bàn sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người anh hơi nhấc tay bộ nồi lẩu bên cạnh lên cạch ngay tiếp sau đó cổ tay anh hơi dùng lực giơ tay ném thẳng nồi lẩu đỏ tung tóe ra ngoài. Xèo xèo, nồi nước dùng đang sôi bị hất vé loe. Flodem phản ứng rất nhanh chóng, ông ta trực tiếp nhảy lùi lại phía sau tránh được phần lớn nồi nước dùng nóng bỏng. Ông ta tối sầm mặt nói, Lê Văn Vân, anh có ý gì hả? Đừng có hoanh hoang trước mặt tôi, Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông ta. Hừ, bây giờ chẳng qua anh chỉ là một thằng phế vật trong người không có một chút chân khí nào mà thôi. Flodem cười khẩy nói, bây giờ tôi chỉ cần hơi động tay là có thể giết chết anh. Ồ, Lê Văn Vân lạnh lùng nhìn ông ta, nào, chém một đao vào cổ tôi đây này, tôi chết rồi thì ông cứ thử xem có thể rời khỏi cái chốn này không. Tôi mà chết trong tay ông, ông xem xem liệu chắc nhất mình có dùng cây đao cuối cùng chĩa vào thằng chó già nhà ông không. Sắc mặt Flodem xa sầm. Đúng theo như lời Lê Văn Vân nói, nếu như Lê Văn Vân chết trong tay ông ta, ông ta sẽ không đi khỏi được chỗ này. Cơn giận dữ của Trác Nhất Minh chắc chắn sẽ lan tới người ông nội của ông ta. Chỉ là ông ta không ngờ cho dù Lê Văn Vân rơi vào bước đường này rồi mà vẫn đứng trước mặt ông ta mạnh miệng ngông cuồng như vậy. Điều này khiến cho ông ta vô cùng khó chịu. Em họ anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Flodem nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân nói. Ông sai người bắt em họ tôi không phải vì mục đích là tôi sao? Lê Văn Vân bật cười chế nhạo nói, ông đâu có dám thật sự giết tôi ở đây. Vì thế mọi người đều nên thẳng thắn một chút, nói đi, tôi phải làm gì thì ông mới có thể thả liễu ngọc ra. Phù, Flodem thở ra một hơi rồi lạnh nhạt nói, quả nhiên không hổ danh đã từng là người gác đêm số không, vậy thì tôi cũng nói thẳng nhé. Em họ của anh bây giờ có lẽ đã đến khu tội ác rồi. Đôi mắt Lê Văn Vân nheo lại. Flodem cũng híp mắt nhìn anh, trong vòng 3 ngày anh bắt buộc phải đến khách sạn fest của khu tội ác, người của chúng tôi ở sảnh khách sạn gặp được anh thì em họ anh sẽ không có việc gì. Nếu như không thấy anh thì cô ta chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên cũng có thể sẽ không chết, dù sao anh biết rồi đấy, cô em họ của anh cũng khá là xinh xắn, ở chỗ đó chắc hẳn cũng có thể kiếm ăn bằng vẻ đẹp này. Đến lúc này cuối cùng Lê Văn Vân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đem không muốn thấy bản thân anh tiếp tục phát triển hơn nữa, lần này anh bị thương nặng mất đi chân khí, tình trạng cơ thể cực kỳ xa sút chuyện này đã chuyển tới tại gia tộc đem bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội để diệt trừ mình mà lê văn vân không ra nước ngoài bọn họ có muốn ra tay với anh cũng khó như lên trời chỗ tốt nhất đương nhiên chính là khu tội ác đây là nơi mà người gác đêm cũng khó có thể nhúng tay vào ép buộc lê văn vân đi tới khu tội ác diệt trừ lê văn vân ở đó đây là chuyện vô cùng đơn giản hay cho gia tộc đem Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi nói, đã từng là niềm tự hào của người gác đêm mà nay lại trở mặt hợp tác với Hồng Nguyệt. Điều này khiến cho ông ta vô cùng khó chịu. Em họ anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy, Flodem nhìn chầm chầm vào Lê Văn Vân nói. Ông sai người bắt em họ tôi không phải vì mục đích là tôi sao? Lê Văn Vân bật cười chế nhạo nói, ông đâu có dám thật sự giết tôi ở đây. Vì thế mọi người đều nên thẳng thắn một chút, nói đi, tôi phải làm gì thì ông mới có thể thả liễu ngọc ra. Phù, Flodem thở ra một hơi rồi lạnh nhạt nói, quả nhiên không hổ danh đã từng là người gác đêm số không, vậy thì tôi cũng nói thẳng nhé. Em họ của anh bây giờ có lẽ đã đến khu tội ác rồi. Đôi mắt Lê Văn Vân nheo lại. Flodem cũng híp mắt nhìn anh, trong vòng ba ngày anh bắt buộc phải đến khách sạn fest của khu tội ác, người của chúng tôi ở sảnh khách sạn gặp được anh thì em họ anh sẽ không có việc gì nếu như không thấy anh thì cô ta chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên cũng có thể sẽ không chết, dù sao anh biết rồi đấy, cô em họ của anh cũng khá là xinh xắn, ở chỗ đó chắc hẳn cũng có thể kiếm ăn bằng vẻ đẹp này. chương 653 mà vừa rồi người nổ súng chính là Lý Thu. Lê Văn Vân lạnh nhạt, nhạt nhìn ông ta, ông nói xem có ý gì. Nếu như ông cũng đã nói rồi, Liễu Ngọc bị các ông áp tải tới khu tội ác, khu tội ác các ông cũng không liên lạc được thì người đầu sỏ gây tội như ông ở cái chốn lâm hải này ông cảm thấy ông có thể sống sót mà đi ra ngoài được không sắc mặt flodem đột nhiên biến đổi nói lê văn vân tôi là người của gia tộc đem lẽ nào anh muốn giết tôi sao lê văn vân lạnh nhạt nói thu một chút lợi ích mà thôi đợi tôi ra khỏi khu tội ác tôi sẽ đưa thằng chó giả bố ông đến gặp ông nghe thấy lời này của lê văn vân cả người flodem dựng ngược lông tơ lúc này ông ta mới hoàn toàn ý thức được người đứng trước mặt này đã từng kinh khủng đến mức nào ông ta nhìn quanh bốn phía qua một lúc lâu sau mới lên tiếng lê văn vân tôi đã biết tình trạng cơ thể của anh anh đừng có giả vờ nữa hiện tại trong cơ thể anh chẳng có một chút chân khí nào cả đối phó với kẻ rác rưởi như ông cần gì đến tôi phải ra tay lê văn vân bĩu môi nói sầm dập đúng vào lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân ảo ào, ào một người xông vào trong này quát lớn đội trưởng xảy ra chuyện rồi hả lông tơ trên người flodem nháy mắt dựng ngược lên tần quốc thành dẫn theo rất nhiều người gác đêm hoa hệ đang chặn ở bên ngoài người vừa mới vào bật thốt lên sắc mặt flodem hơi biến đổi ông ta bỗng nhiên nhìn về phía lê văn vân nói vậy mà anh lại không đến một mình tại sao tôi phải đến một mình Lê Văn Vân cười tủm tỉm nhìn ông ta, tôi chưa bao giờ giao quyền chủ động vào trong tay đối phương, cho dù là tôi chết. Sắc mặt Flodem khó coi đến cực điểm, khí chất quý tộc trên gương mặt ông ta hoàn toàn biến mất. Ông ta trợn trừng mắt quát lên với Lê Văn Vân, "Lê Văn Vân, anh nên hiểu rõ tình hình hiện tại, tôi muốn giết anh dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nếu như anh ra tay với tôi, động tĩnh lớn như vậy anh không sợ người khác biết được hay sao?" lê văn vân cười nhạo một tiếng nói ông ra tay thử xem nào lê văn vân có phải anh thật sự cho rằng tôi không dám giết anh không bây giờ anh lập tức bảo bọn họ rút hết đi nếu không anh có thể sẽ chết ở đây đấy cùng lắm thì cá chết lưới rách flodem cười khẩy nói người của các ông ở đây không ai đi đâu được hết lê văn vân cười nhạt tân quốc thành còn chẳng giữ chân được tôi nếu anh đã muốn giết tôi thì đừng có trách tôi vô tình đến lúc đó cho dù là bên trên điều tra thì tôi cũng là tự vệ. Trên khuôn mặt Flodem lộ ra vẻ hung ác, sau đó ông ta nghiến răng nói, giết chết anh ta cho tôi. Cạch, vừa mới dứt lời, một người ở bên cạnh đã lập tức rút đao lao về phía Lê Văn Vân. Đoàn, đúng vào lúc này một tiếng xé gió và tiếng đạn vụt qua, tên kia đang vọt về phía Lê Văn Vân còn cách khoảng 3 mét, bỗng nhiên cả người bay ngược ra ngoài. Một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu kẻ đó cả người tên này nên mạnh xuống đất, đầu bị bắn vỡ tung tóe, máu tươi chảy ròng ròng, rõ ràng đã chết tươi. Thực tế đối với người gác đêm mà nói, đạn thường đối với bọn họ không có quá nhiều tác dụng. Khi đạt tới đỉnh cấp, bọn họ đã có thể đạt tới mức đạn bắn mà không bị thương. chương 654 nhưng mà đã muộn rồi. Sau khi biết được địa chỉ này, trên sân thượng cách cửa hàng bán đồ dùng giã ngoại không xa lắm, Lý Thu đang đứng ở trên đó, trong tay anh ta là điếu thuốc đang cháy dở, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, nhìn về phía cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại bên dưới. Lê Văn Vân biết vị trí anh ta đang ở đâu vì vậy vị trí mà anh đứng cũng rất đặc biệt. Anh đứng ở chỗ rất lộ liễu, chỉ cần có người tới gần anh trong vòng 3 mét thì sẽ lập tức xuất hiện trong tầm ngắm của Lý Thu. Nhìn thấy người đầu tiên ngã xuống đất mất mạng, ông ta biết Lê Văn Vân không phải đang nói giỡn, là thật sự muốn giữ chân ông ta ở đây. Là Lý Thu, ông ta nhanh chóng biết được người vừa ra tay là ai. Người gác đêm danh tiếng lấy lừng thư thần. Lê Văn Vân, anh suy nghĩ cho kỹ, tôi là người của gia tộc đem, anh giết tôi không có bất kỳ lợi ích gì với anh cả. Anh sẽ bị tòa án trọng tài của Hội Liên Hợp Người Gác Đêm bên trên xét xử. Flo đem nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân nói. Mấy nơi đó mà có tác dụng thì đã sớm gỗ cổ lão chó già nhà ông lâu rồi. Lê Văn Vân bĩ môi nói, hơn nữa giống như lời mấy ông vừa nói đó, chứng cứ đâu? Không phải các ông thích chơi trò này sao? Cái chết của đường đường chúng tôi không tìm được chứng cứ, ông và Son đem chết các ông cũng không có chứng cứ. Flo nhìn chằm chằm Lê Văn Vân sau đó ông ta nghiến chặt răng nói, bố tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ông cảm thấy tôi sẽ tha cho lão ta sao? Lê Văn Vân lạnh lùng nhìn ông ta, đợi tối ra khỏi khu tội ác tôi sẽ đích thân đi một chuyến tới Europa ông ta thật sự cảm thấy Lê Văn Vân đã quyết tâm. Cùng lúc đó, ông ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, không biết bao nhiêu người đã bao vây toàn bộ khu này. Đồng thời Phạm Nhược Tuyết, Tần Quốc Thành, Trương Vãn Hà và Cố Bạch, bốn người đều xông thẳng vào trong phòng. Phạm Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Flodem, ánh mắt phát lạnh nói, quả nhiên là các ông, không ngờ rằng đường đường là một gia tộc đem lại không biết xấu hổ đến mức phải ra tay với những người bình thường sắc mặt Flo đem hơi biến đổi nhưng mà ngoài miệng vẫn bật cười khẩy lẽo nói cô đang nói gì thế. Tôi chỉ là mời người gác đêm số không trước kia ăn một bữa cơm thôi mà. Các cô đây là muốn làm gì vậy? Bao vây tôi à? Sao nào? Muốn khiến cho người gác đêm nội loạn chắc? Ông ta sẽ không thừa nhận, ông ta lo rằng trong tay đám người phạm nhược tuyết có thiết bị ghi âm, lúc Lê Văn Vân đi vào ông ta đã kiểm tra toàn bộ. Lê Văn Vân xoay người thở dài một hơi, đừng nói nhảm nữa, giết hết đi sắc mặt Flo biến đổi, ông ta nhìn chầm chầm vào Tần Quốc Thành nói, Tần Quốc Thành, anh suy nghĩ cho kỹ vào, chúng tôi chết ở đây. Giết! chương 655 người đầu tiên là Son Đem. Ngày hôm nay, người gác đêm số 2 hệ Europa Flo đã chết. Đây là thành viên trực hệ thứ hai của gia tộc Đem qua đời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Người đầu tiên là Son Đem. Lâm Hải, một chiếc xe Việt dã đang chạy từ từ ở phía trước, Lê Văn Vân ngồi ở hàng ghế sau, Bên cạnh anh là Phạm Nhược Tuyết và Trương Văn Hà, người lái xe là Cố Bạch, Lý Thu ngồi bên cạnh anh ta. Súng bắn tỉa của Lý Thu đã cất trong cốp xe. "Lão đại, anh nghĩ thế nào?" Lý Thu hỏi. Lê Văn Vân đã nói cho bọn họ về tin tức vừa rồi vì vậy bọn họ hơi trầm mặc. Người của tiểu đội 11762 đều theo Lê Văn Vân đi đến khu tội ác rồi lại đi ra khỏi nơi đó. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói, còn có thể làm gì bây giờ? Thi kỳ mất tích ở khu đông của khu tội ác, mấy người bạn của tôi được sắp xếp đến đó cũng mất tích theo. Hơn nữa lần này thêm cả Liễu Ngọc, cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đẩy tôi đến khu tội ác. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, đúng là như thế, thậm chí em còn nghi ngờ, đám người Khương Vĩ được sắp xếp đi đến khu tội ác sau đó lại mất tích ở đây đều là do Vương Hồng làm. Chắc không đâu, lão già Vương Hồng kia cũng coi như là người của chúng ta mà, cố bạch bĩu môi nói. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, "Nói thế nào đây, Lê Văn Vân và Đem mâu thuẫn với nhau không thể nào hòa giải được, bọn họ đã sớm biết tính cách của Lê Văn Vân, biết được Lê Văn Vân sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến chiến đấu với Đem Europa một trận. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu được rằng đối với nội bộ người gác đêm mà nói, một trận chiến như vậy không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hiện giờ chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào trong tay ca. Mà nơi có thể kiềm chế được Lê Văn Vân đương nhiên chính là khu tội ác." Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, có điều đây cũng chỉ là suy đoán của một mình tôi mà thôi, đương nhiên cũng có thể là trùng hợp. Nhưng nếu chúng ta đi đến khu tội ác cũng rất nguy hiểm. Bên phía Đem đã tỏ rõ biết tường tận bệnh tình của Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, trong thời gian 3 ngày e là Lê Văn Vân không thể nào khôi phục được. Bọn họ bày ra cái bẫy này trong khoảng nửa tháng gần đây, ở khu tội ác bên kia chỉ e rằng cũng đã chuẩn bị một cách vô cùng đầy đủ rồi. Chỉ cần Lê Văn Vân xuất hiện ở khách sạn Phép thôi là có thể sẽ rơi vào trong vòng vây bọn chúng bố trí. Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm một chút nói. Mọi người cũng trở nên im lìm theo lời cô nói. Bọn họ không thể không thừa nhận, những phân tích vừa rồi của Phạm Nhược Tuyết có đạo lý nhất định. Trên thực tế, trước đó Lê Văn Vân cũng suy nghĩ như vậy. Mấy người Khương Vĩ đều là người vừa mới gia nhập người gác đêm, cho dù muốn để bọn họ nhanh chóng trưởng thành nhưng vứt bọn họ vào một nơi như vậy cũng có chút không thích hợp. Bất kể thế nào, bên phía đem đã cho tôi thời gian chỉ có 3 ngày, còn phải ngồi hơn 10 giờ máy bay tới đó. Lê Văn Vân thở dài nói, Liễu Ngọc vì tôi mới gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy, tôi phải đi một chuyến mới được. Chúng ta cùng đi đi, cố Bạch nói. Em cũng đi, Phạm Nhược Tuyết hưởng ứng. Lê Văn Vân nhìn cô, cũng không phủ quyết. Anh thở dài nói, được, tôi về nhà một chuyến đã. Bố mẹ tôi bên này phải nhờ Tần Quốc Thành chăm sóc nhiều hơn, Tôi không muốn bọn họ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nếu thật sự không được thì đưa bọn họ đến chỗ người gác đêm đi." Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân lắc đầu nói, "Bọn họ không quen với cuộc sống ở đó, anh cũng không muốn để cho bọn họ biết mình đang làm việc nguy hiểm." Những người khác đều gật đầu. "Bọn họ cũng có bố mẹ của mình, có người nhà của mình. Người nhà bọn họ cũng không biết bọn họ đang làm chuyện gì, ai cũng đều hiểu được suy nghĩ này của Lê Văn Vân." chương 656, dặn dò xong rồi à. Tào Dung là một người thực tế, hoặc là nói đa phần ai tới tuổi trung niên cũng đều như vậy. Khi Lê Văn Vân vừa mới trở về, thái độ bà ta đối xử với anh không tốt. Nhưng sau khi Lê Văn Vân tặng cho căn biệt thự này và tìm một công việc tốt cho Liễu Ngọc, thái độ của bà ta với Lê Văn Vân lại chuyển biến quay ngoắt 180 độ. Lê Văn Vân đi tới trước mặt bà ta, nói, dì à, dì đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, cháu biết Liễu Ngọc ở đâu rồi. Tào Dung hơi sừng sốt, bà ta rụi mắt vui mừng hỏi Lê Văn Vân, có thật không, có thật không? Lê Văn Vân gật đầu nói, thật sự, hiện tại cô ấy không gặp nguy hiểm gì. Cô ấy, nói tới đây Lê Văn Vân lại có chút bối rối. Chuyện của người gác đêm anh không thể nói cho người nhà biết được. Còn chuyện khu tội ác anh cũng không biết nên giải thích với người nhà như thế nào cho phải. Anh nghĩ ngợi một chút, tóm lại gì cứ tin cháu, để cháu đi tìm liễu ngọc về cháu sẽ dẫn cô ấy về cho dì an toàn đảm bảo cả người không tổn thương chân lông cọng tóc nào tào dung nhìn lê văn vân sau đó gật đầu thật mạnh nói được lê văn vân dì tin tưởng cháu cháu nhất định phải đưa em họ cháu quay về không có nó thì dì không biết phải sống tiếp thế nào đều trách gì đều trách gì đã quen biết cô doãn thi đan kia dì về phòng nghỉ ngơi đi lê văn vân nhẹ giọng nói cháu nhất định sẽ đưa người về cũng sẽ bảo đảm cô ấy không phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Tào Dung gật đầu, dõi theo thấy Tào Dung đã đi lên trên lầu, Lê Văn Vân mới đi tới trước cửa phòng bố mẹ mình. Bố mẹ anh ở lầu 1. Anh gõ cửa phòng ngủ của Lê Cảnh An và Tào Vân. Rất nhanh chóng bên trong vang lên tiếng bước chân và tiếng bật đèn. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Tào Vân đứng ở cửa hỏi, sao con vẫn chưa ngủ? Lê Văn Vân đi vào trong phòng, Lê Cảnh An cũng ngồi dậy khỏi giường hai người không ngủ quá say dù sao trong nhà cũng xảy ra chuyện lớn như vậy mà bố mẹ con nghe ngóng được tin tức của liễu ngọc rồi lê văn vân lên tiếng trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng hỏi ở đâu có thể cứu được không lê văn vân nhíu mày rồi thở dài nói bố mẹ con không thể nào nói cho hai người biết được vị trí cụ thể ở đâu nhưng mà con bảo đảm con sẽ đưa cô ấy trở về an toàn con qua đây cũng là để báo một tiếng với bố mẹ lát nữa con phải đi rồi hơn nữa khoảng thời gian tới con không thể liên lạc với bố mẹ được. Lê Cảnh An và Tào Vân đều ngẩn người, sau đó hai vợ chồng thở dài một hơi. Lê Cảnh An nói, Lê Văn Vân à, thật ra bố mẹ cũng không phải kẻ ngốc. Lúc trước con đã nói với bố mẹ rồi, khoảng thời gian này con không vào tù, sau đó con lại có quan hệ thân thiết với Tổng Giám Đốc Lôi Bân. Trở lại Lâm Hải chỉ trong một thời gian ngắn con đã khiến cho Lâm Hải và nhà họ Lê dối tung đến long trời lở đất. Bố mẹ cũng biết chắc chắn con không phải dạng bình thường. Lê Văn Vân không trả lời. Chuyện của người gác đêm anh không thể nào nhiều lời được, nói quá nhiều sẽ càng khiến cho bố mẹ anh thêm phần lo lắng. Chương 657, em nhất định sẽ thi được top 10 của khối. Xe lại lần nữa xuất phát, trong một ngày di chuyển hai nơi giữa Yên Kinh và Lâm Hải. Đang trên đường đi đến sân bay Lâm Hải, Phạm Nhược Tuyết gọi điện thoại cho Trác Nhất Minh. Sau khi nói rõ ràng tình hình, bên phía Trác Nhất Minh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đập bàn đồng ý để cho Lê Văn Vân đi tới khu tội ác trước. Hơn nữa không cần trở lại tổng bộ người gác đêm mà đi thẳng từ Yên Kinh đến đó luôn. Hiện tại Lê Văn Vân đi tới khu tội ác trước thật sự có quá nhiều nguy hiểm. Tình trạng cơ thể anh rất tệ. Ở khu tội ác có rất nhiều người đích thân Lê Văn Vân trục xuất tới đó. Chỉ có một điểm tốt duy nhất chính là dung mạo của Lê Văn Vân chưa bị lộ ra ngoài, người quen biết anh có lẽ không nhiều lắm. Lê Văn Vân đi tới khu tội ác, từ một góc độ nào đó cũng có thể tạm thời hóa giải mâu thuẫn với đem. 4 giờ sáng Lê Văn Vân về đến nơi ở tại Yên Kinh, anh gọi Lý Vân và Lý Giai giao tỉnh giấc. Chú Lý, giao giao, cháu sắp phải rời khỏi Yên Kinh. Lê Văn Vân nói. Lý Vân ngẩn người, sau đó hỏi, đi có lâu không? Lê Văn Vân mỉm cười nói, không biết nữa, cháu phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nghe thấy lời này, Lý Giai Giao hơi mím môi nói, không đi có được không? Không phải vết thương của anh vẫn chưa khỏi sao? Lê Văn Vân xoa đầu Lý Giai Giao nói, không được đâu, người gác đêm chính là như vậy. Em ở Yên Kinh nhất định phải học hành chăm chỉ, nếu như bị ai bắt nạt thì em cứ gọi điện cho Hoàng Gia Gia. Không phải lúc trước anh đã đưa số điện thoại của anh ta cho em rồi sao? Nếu ai bắt nạt em, em cứ bảo Hoàng Gia Gia tẩn bọn chúng một trận. Vâng em nhớ rồi, nếu bị bắt nạt em sẽ gọi cho Hoàng Gia Gia, không được thì ném tấm thẻ kia lên mặt bọn chúng. Lý gia Giao ngoan ngoãn nói. Lê Văn Vân lại xoa đầu cô ấy sau đó nhìn về phía Lý Vân, nói chú Lý, ở Yên Kinh gặp chuyện gì phiền toái cũng có thể gọi điện cho Hoàng Gia Gia này. Chắc là chuyện gì anh ta cũng đều có thể giải quyết được hết. Tuy rằng Lý Vân là một người thành thật, có lẽ sẽ không chủ động chiêu chọc vào chuyện gì phiền phức nhưng mà Lê Văn Vân lo lắng sẽ gặp phải chuyện như trước kia nếu có hoàng gia ra thì hẳn không phải là vấn đề gì lớn lao lý vân thở dài thườn thượt sau đó ông ấy nghĩ ngợi một chút liền đứng dậy muốn quỳ xuống cạnh lê văn vân phạm nhược viết ở bên cạnh vội và ngăn cản ông ấy lê văn vân nhíu mày nói chủ lý chủ muốn làm gì thế lê văn vân tôi thật sự cảm ơn cậu nếu không có cậu chỉ e rằng tôi vẫn đang ở nông thôn còn chịu cảnh lê văn vân lập tức ngắt lời ông ấy vui cười nói, nói ra thì mạng của cháu còn là do chú cứu đấy. Chú đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ở yên kinh sinh sống thoải mái đi. Đợi cháu quay về sẽ tìm chú uống rượu, giao giao cũng phải cố gắng học hành chăm chỉ nhé. Nếu như anh về mà em thi được đứng trong top 100 của khối thì anh sẽ thưởng cho em. Chương 658 tôi đến chỗ của chị trốn một thời gian. Nơi này không có người tốt gì cả. Nơi này cũng không có quy tắc gì. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen lái đi vào trong khu tội ác, người lái xe là một người phụ nữ trung niên. Ngồi ở bên ghế phụ chính là Doãn Thi Đan, cô ta đang soi gương trong xe để trang điểm. Mà người ngồi ghế đằng sau chính là Liễu Ngọc, cả người đang run cầm cập, bộ dáng nơm nước lo sợ, không dám nói lời nào. Hừ, không ngờ đấy, Thi Đan, 5 năm trước cô lao tâm khổ tứ mới chạy trốn ra khỏi nơi này, kết quả loanh quanh 5 năm sau cô lại chạy về đây người phụ nữ trung niên đang lái xe lên tiếng mấy chị em chúng tôi hiện giờ đang còn sống thật sự quá ít tôi cũng không muốn đâu doãn thi đan cất hộp phấn đi thở dài một hơi nói nhưng mà thân phận của tôi bị người ta phát hiện rồi cô gái nhỏ này là thế nào đây bà ta chỉ vào liễu ngọc hỏi hai đừng nói nữa trước kia cô ta là hàng xóm với tôi kết quả có lẽ là duyên phận vậy mà cô ta lại là em họ của cái tên đã từng khiến cho khu tội ác đảo lộn long trời lở đất kia doãn thị đan thở dài nói mà không biết tại sao người này lại có xích mích với người của gia tộc đem còn tôi cơ duyên trùng hợp thế nào lại bị người của gia tộc đem nhận ra nên là dưới sự yêu cầu của bọn họ tôi không thể không dẫn cô gái này quay lại khu tội ác cô điên rồi người phụ nữ trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng người của gia tộc đem hay người gác đêm số không kia đây là những người mà cô có thể dây vào đâu đúng vậy tôi không dây vào được doãn thị đan thở dài nói thế nên không phải tôi đang tìm đến chị hay sao tôi đến chỗ của chị trốn một thời gian còn cô gái này thì sao lẽ nào cố định để cô ta đến chỗ tôi bán nghệ à trông thì cũng xinh xắn ra phết có điều tôi không dám chọc vào vì kia đâu người phụ nữ trung niên vội vàng nói dừng xe đã doãn thị đan mỉm cười đợi xe đỗ lại cô ta nhìn về phía liễu ngọc nói vốn dĩ tôi nên giao cô cho người của gia tộc đem mới phải nhưng mà dẫu sao tôi cũng coi như quen biết cô mục đích bọn họ để cho cô đến nơi này cũng chỉ là vì ép buộc lê văn vân đến đây mà thôi nhưng tôi không ngờ rằng người xem mắt với tôi lại là vị kia người đã từng là người gác đêm số không liễu ngọc nghe không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng mà những gì đã trải qua trong hai ngày này đã khiến cho tinh thần cô ấy sắp sụp đổ có điều đã từng quen biết với nhau tôi cũng không muốn thấy cô chết đi cô đã tới khu tội ác bên phía đem kia có lẽ cũng đã đạt được mục đích rồi. Doãn thi đan cười nói, về phần cô có sống sót được trong khu tội ác này hay không thì phải trông cậy vào bản thân cô rồi. chương 659, tôi muốn làm gì ư? Chiếc xe đi xuyên qua đường phố khu tội ác, để lại một mình Liễu Ngọc bật khóc nước nở trên vỉa hè. Ở bên đường quốc lộ, Liễu Ngọc lệ rơi đầy mặt, cảm xúc cả người cô ấy đã sắp sụp đổ. Không dưng cô ấy lại bị Doãn Thị Đan bắt cóc, sau đó bị đưa đến một thành phố xa lạ, bị vứt bỏ giữa đường phố. Mấy ngày nay cô ấy luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Cô ấy không biết rốt cuộc đây là đâu, nhưng mà nó khiến cho cô ấy cảm thấy không có lấy một chút cảm giác an toàn nào cả. Xe đi trên đường không nhiều, dường như cả thành phố đều vô cùng vắng vẻ. Trên đường cũng rất ít người qua lại, hơn nữa cho dù thỉnh thoảng có một người đi qua nhưng ánh mắt họ nhìn cô ấy đều có một cảm giác vô cùng kỳ. La sau khoảnh khắc cảm xúc sụp đổ ngắn ngủi, Liễu Ngọc nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô ấy vội vàng rút điện thoại và ví tiền trong túi. "Ra, Doãn Thi Đàn không lấy đồ của cô ấy đi, cũng không làm cô ấy bị thương, chỉ là để cho cô ấy tự sinh tự diệt ở nơi này mà thôi." Đương nhiên nếu như Lê Văn Vân biết được chắc chắn sẽ mắng hết lời. Đối với cô gái không hiểu sự đời như Liễu Ngọc mà nói, để cho cô ấy tự sinh tự diệt ở nơi này có lẽ còn khó khăn hơi cả việc giết chết cô ấy. Nơi này không có một chút liên hệ nào với thành phố bên ngoài cả. Nơi này cũng không phải là nơi dựa vào tài nghệ là có thể sinh sống được, tiền của những thành phố khác cũng không thể nào sử dụng được ở đây. Khu tội ác có đồng tiền riêng của nó. Liễu Ngọc lấy di rộng ra muốn gọi điện cho người ta đặt vé máy bay rời khỏi nơi này. Nhưng mà lúc cô ấy rút điện thoại ra lại phát hiện di động không có tín hiệu. Lần này sự bất lực lại dâng lên trong người cô ấy, cô không biết nơi này là chỗ nào, cảm giác tuổi thân lại bắt đầu ùa về. Huyết, Đúng vào lúc này một chiếc xe thể thao mui trần đột nhiên dừng lại trước. Mặt cô ấy, ngay sau đó một tiếng huyết sáo vang lên, người ngồi bên ghế phó lái nhòi người ra than thở nói, "Yo, người đẹp đi có một mình thôi à, sao em lại khóc ấm ức thế, thật khiến anh đây muốn bảo vệ em." Liễu Ngọc nhìn thấy người này, theo bản năng liền lùi về sau hai bước người đàn ông này quá kỳ lạ anh ta cởi trần trên đầu có thắt bím tóc mũi đeo khuyên trong lúc nói chuyện có thể nhìn thấy đinh tán sỏ trên lưỡi anh ta tại anh ta cũng đeo khuyên tai rất to phần thân trên cởi trần tràn đầy hình sắn không có chỗ da nào là không có vết mực điều quan trọng nhất chính là liễu ngọc nhìn thấy trên eo anh ta có đeo hai con dao găm trong tay còn nắm một cây đao dài ăn mặc như vậy ở trong khu tội ác là điều hết sức bình thường nhưng mà ở thời đại hòa bình hiện tại trong thành phố Hòa Bình mà Liễu Ngọc lớn lên thì ăn mặc thế này thật sự quá là khủng bố. Anh, anh muốn làm gì? Liễu Ngọc kinh hoàng bật thốt lên. Tôi muốn làm gì ư? Ừ. Người đàn ông kia cười tuyết miệng nói, người đẹp đừng sợ, anh chỉ muốn ngủ với cô em thôi mà. Liễu Ngọc ngẩn ra giường như không ngờ rằng lại có người ăn nói lộ liễu với cô ấy như vậy. chương 660, em không buồn ngủ. Người đàn ông xăm nói, ai, anh không hiểu gì cả, cô ta vừa nhìn đã biết là cô gái vừa mới đến khu tội ác này loại phụ nữ này rất sạch sẽ chinh phục cũng rất sướng anh hiểu mà muốn ngủ cùng với một người phụ nữ sạch sẽ khu tội ác thì phải trả số tiền khá lớn đấy được rồi đừng phí lời nữa mau chóng đi tới khu đông đi chính sự quan trọng hơn người đội mũ lưỡi trai nói người đàn ông xăm mình lẩm bẩm thầm mắng mụ nội nó mẹ kiếp đám người kia đúng là vô tích sự một sòng bạc đang yên đang lành lại bị mấy kẻ mới tới khu tội ác đập phá. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe thể thao khởi động lại chạy về phía khu đông của khu tội ác. Lê Văn Vân đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra trong khu tội ác, lúc này máy bay đã bắt đầu vững vàng khởi hành. Máy bay là máy bay chuyên dụng của người gác đêm, trên máy bay được đặc biệt chuẩn bị một tiếp viên hàng không phục vụ bọn họ. Cô tiếp viên hàng không rất xinh đẹp đang ngồi cách đám người Lê Văn Vân không xa còn Cố Bạch đang tán tỉnh cô tiếp viên này. Đương nhiên, danh tiếng của Cố Bạch trong người gác đêm phải nói là không chấp nhận được, cô tiếp viên kia đương nhiên cũng sẽ không để ý tới anh ta, nhưng cũng không ngăn cản Cố Bạch tiếp tục thả thính. Trăm nhân át có quả báo ứng của cô chính là tôi. Người đẹp ơi, cho số điện thoại đi. Có biết tại sao mắt tôi lại đẹp như thế không? Bởi vì trong mắt tôi có cô đấy. Cái tên này có thể liên tục phun ra mấy lời xến sẩm hai tiếng đồng hồ mà không lặp lại, Lê Văn Vân nghe đến nỗi da gà ra vịt trên người rơi đầy đất. Anh dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì lệch múi giờ nên lúc này đám người Lê Văn Vân ở đây vẫn là buổi tối. Bên ngoài cửa sổ cũng là một khoảng tối đen. Phạm Nhược Tuyết ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, cô nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng kỳ lạ. Thành phố thần bí trên hòn đảo này cô đã từng nghe qua rất nhiều lần nhưng mà từ trước đến nay chưa từng đặt chân tới. Người gác đêm có một số người trong thành phố này, bọn họ có nhiệm vụ điều tra một số thông tin về khu tội ác và sau đó cố gắng tìm mọi cách chuyển thông tin đó ra khỏi thành phố thành phố này được phép vào nhưng không được phép ra cô có chút lo lắng về lần trải nghiệm của chuyến đi này bác sĩ phạm lê văn vân quay đầu nhìn cô từ đây qua đó phải mất mười mấy tiếng nữa đến giờ em vẫn chưa nghỉ ngơi được chút nào anh kiến nghị em có thể ngủ một lát đi phạm nhược tuyết lắc đầu nói em không buồn ngủ vừa nói xong trên gương mặt quanh năm lạnh lùng của cô chợt lộ ra một vẻ tươi cười, cô nói, "Đối với khu tội ác này trước giờ em chỉ mới nghe nói thôi. Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc đây là nơi như thế nào?" Nghe thấy lời cô nói, sắc mặt của Lý Thu ngồi bên cạnh bỗng trở nên quái dị. Anh ta nhìn Phạm Nhược Tuyết hỏi, "Bác sĩ Phạm, chắc là cô đã nghe thấy danh hiệu của lão đại chúng tôi rồi đúng không?" "Thánh chủ của khu tội ác à?" Phạm Nhược Tuyết hỏi ngược lại. Trương Văn Hà cười nói, "Đúng vậy, Lão đại chúng tôi chính là nhân vật phong vân của khu tội ác này đấy. Có điều chúng tôi cứ úp mở trước đã, đến lúc đó cô sẽ biết ngay thôi. Tiểu đội 11762 đã từng được Lê Văn Vân dẫn dắt đi tới khu tội ác chấp hành nhiệm vụ. Tất cả đến đây rồi sau đó toàn bộ lại rút lui. Đương nhiên Lê Văn Vân cũng biết năm đó bọn họ có thể an toàn rời khỏi đây, ở trong đó e là nhất định có liên quan đến Trác Nhất Minh. Dù sao vị kia ở khu tội ác cũng là có tên trên thiên bảng chỉ là thấp hơn so với Trác Nhất Minh một bậc, xếp thứ hai thiên bảng. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 660.